duyên này đó. Mong Phật cô thôi qua những ngày nào. Ba cây của Liễu Trang, rồi cây của Đức Quan Âm, của Đức Địa Tạng Tổ. Và tiếng chuông thì để đâu
xin chư Phật mười phương từ bi tiếp nhận tâm sớ của tất cả chúng con. Nam mô A Công Đức Long Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Để cho đạo tràng trang nghiêm tăng nghiệp thanh tịnh, tất cả chúng con từ Phật tử Quỳnh Thị Dung đến tất cả Phật tử đứng lên danh sơ cầu an cầu siêu cùng sám hối. Để cho phụ này đệ tử vô a bảo yeah.
giảm cái volume lên chút xíu, cái volume của sư phụ. Yeah.
chúng ta dạy dỗ cũ, chúng ta có thể xuống nhà. Thank you.
Thank you.
Oh.
Yeah.
Bye.
Bà lại ahara ahara ayu samdara ni
Thank you.
làm việc ngày nay là chiều nay đó là giá gốc phải có nó khô rồi đó là phải làm gốc cái đó đó. Tại ngày mai là cái lễ xuất gia của nữ trang đó là phải có trầm phan bảo cát, rồi sau này cái trầm phan đó nó xài cho những người giảng sanh mà có xá lợi là đã thành công. Rồi bây giờ quý vị xuống chuẩn bị ăn sáng, rồi 11 giờ trở lên tôi thuyết pháp ở đây 11 giờ. Oh, 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 oh.